bông tuyết đầu mùa đông nè các bạn, tuyết rơi nguyên một đêm hôm qua luôn. Sáng ra mình dậy là mình đã thấy trắng xóa nguyên một cái bầu trời luôn mọi người. Tại vì rơi ban đêm á, mình đâu có nhìn thấy đâu. Sáng ra thì cảm thấy rất là lạnh và nhìn thấy nguyên một trời tuyết luôn. Rất là đẹp hả mọi người. Đốt đèn cầy lên để căn nhà mình có cảm giác ấm cúng hơn nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ làm bữa ăn sáng. Bữa sáng mình thường ăn rất là đơn giản các bạn. Sáng nay thì Chi sẽ ăn bánh, cái này ở Việt Nam mình hay gọi là bánh đầu bò, đầu trâu gì đó, phải không, bánh mì đó. Xong rồi quét bơ lên. Mọi người có thể cho lên mứt dâu, mứt cam gì đó, nhưng mà Chi không thích ăn mứt, cho nên là mình cho vào đó chuối. Chi thích ăn chuối. Còn mình thì có ăn bánh, cái bánh này mình gọi là bánh Doraemon đó. Và mình cho bơ và mật ong lên các bạn. Như vậy là đã xong bữa sáng rồi đó. Và không thể thiếu một ly cà phê nóng cho Kim và một ly sữa ấm cho Chi nữa. Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo thì mình uống cái này vào thì nó ấm áp hơn đó mọi người. Mưa tuyết nhìn thì đẹp lắm nhưng mà lạnh lắm các bạn. Hôm nay trời đã âm độ rồi, rất là lạnh luôn. Đây là mùa đông thứ 3 của Kim và Chi Chi ở Anh Quốc các bạn. Cũng là lần thứ 3 hai mẹ con mình nhìn thấy tuyết luôn. Cho nên cảm giác nhìn thấy tuyết có một cái gì đó nó rất là lạ và nó rất là đẹp. Mình thì lần đầu tiên làm người tuyết luôn. Mình đã đi vô nhà rồi nhưng mà mình ngắm nghía mình thấy người tuyết vẫn còn thiếu thiếu các bạn. Cho nên mình đi ra ngoài mình gắn thêm mấy cái nút áo vào cho người tuyết. Nhưng mà bây giờ thì mình mới nghĩ ra là người tuyết của mình vẫn còn thiếu một cái mũ nữa đó các bạn. Em Chi Chi mặc nguyên một cái bộ đồ màu vàng này nổi bật giữa cái trời tuyết trắng nè các bạn. Cái bộ đồ này ba Chi đã mua từ năm ngoái rồi, thì năm nay mới mặc vừa đó. Tuyết tan ra thành băng cho nên là đường rất là trơn các bạn. Những loại xe nào mà cái bánh không có bám dính á, là sẽ chạy lên không có được. Và rất là khó chạy ở cái đường tuyết. Cái chú này đã chạy lên không có được các bạn. Và đến đầu đường lấy cái muối này nè, để rải lên đường cho tuyết nó tan. Nhà mình thì đang chơi ở trước ngõ, cho nên cũng phụ một tay giúp chú cào tuyết và đổ muối lên đường. Ấy trời ơi, Chi nó chọi mẹ nè. Những người trong xóm bây giờ cũng ra phụ một tay, người thì cào tuyết, người thì lấy muối đổ đường. Tại vì cái dốc đi lên này nè nó hơi cao đó, cho nên là xe chạy lên hơi trơn. Mọi người làm một việc cũng rất là vui hả mọi người. Có ai thấy Kim ở đâu không? Kim không có xẻng cho nên là lấy cái mo hốt rác đó mọi người. Lấy cái mo hốt rác ra cào tuyết luôn.
Bây giờ mình sẽ làm một ly sô-cô-la nóng các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cho sữa tươi vào trong nồi và mình cho thêm một ít sô-cô-la vào nữa. Và đun cho nước nó sôi lên thì mình sẽ bỏ vào bột cacao. Tùy mọi người muốn uống nhiều cacao hay là ít cacao, mình chỉ cho 2 muỗng cho một ly thôi. Và đã có một ly sô-cô-la nóng rất là ngon rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ làm thiệp Giáng sinh để tặng cho người thân và gia đình các bạn. Hôm nay mình sẽ tự vẽ thiệp Giáng sinh và năm mới tặng cho người thân của mình luôn. Bây giờ đã vẽ xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ viết lời chúc mừng lên cái thiệp này. Mọi người có thể viết là Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới, hoặc là Merry Christmas and Happy New Year.
mình sẽ không có làm cái phong bì các bạn, nhưng mà mình sẽ làm cái bìa của cái thiệp. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái cây thông vào cái bìa của thiệp Giáng sinh nha mọi người. Thank you.
Hôm nay mình sẽ nấu món súp nấm với thịt gà cho bữa tối các bạn, ăn cùng với bún khoai lang. Mình cho bơ và dầu ô liu vào xào hành và tỏi trước. Sau đó thì mình sẽ cho cà rốt vào xào và sẽ cho nước vào. Hầm một chút cho cà rốt nó ra nước ngọt đó các bạn. Xong rồi mình sẽ cho thịt gà vào xào. Mình cho một nhánh xạ hương vào và cho một ít hạt niêm và muối vào, tiêu nữa. Mình ăn cũng lạc cho nên mình niêm rất là ít và đơn giản như vậy thôi. Bây giờ cho hành lá, ngò rí và tiêu vào là đã có một tô bún nóng hổi thơm ngon rồi đó các bạn. Xin mời tất cả mọi người nha. Xin chúc tất cả các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.